mới gọi là tép chống cháy này. Còn đây là tép hai cháy, đây là tép trụ cản treo lủng lẳng. Anh em phải biết phân biệt đâu là tép hai cháy và đâu là tép chống cháy. Đây là cặp 1000K, loại này có phân tần đồng đúc đặc chống ẩm chống nước quy chuẩn chống cháy. Loại này 1000K, một cặp dùng cho cục đẩy âm đi. Còn cái tép tụ cản này thì anh em, rất nhiều anh em còn hay chơi trò này, mua củ này, mua phễu này, rồi mua tụ cản này, anh em mua một bét dây về anh em đấu như thế này thì tỷ lệ chói tai như dùi vào lỗ tai luôn, và chất âm nó không bị ok được. Cái thứ hai nữa là anh em chỉ mở to một tí là cháy khôn ngay, hoặc cả hát một cái là cháy ngay. Đây là tép tụ cản treo lủng lẳng, nhưng anh em dùng cái này nó rẻ, gọi là chống đói thôi các bạn nhá. Nhưng còn anh em mà muốn ngon ấy thì anh em phải dùng hệ thống tép chống cháy như bên mình, phân tần đồng đúc đặc chống ẩm chống nước quy chuẩn chống cháy, 1000K một cặp. Ngoài ra còn có cặp thấp hơn là 600K, cặp này là cặp 1000K. Mọi ưu tú của chúng tôi, tép hay cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, hàng tụ cản treo lủng lẳng này mới cháy thôi các bạn nhá. Chứ còn tép chống cháy nó phải như thế này này, cháy là xưa rồi các bạn nhá. Liên hệ với kênh bên mình để được mua tép chống cháy. Ok.